Nếu là một rapper chỉ chơi melody, khả năng rap thuần không cao, đấy có thực sự là một rapper? Damn, that's a good question. Anh ngồi đây mà lại... Anh... Câu này là nhiều người nhức nhối ấy. Nhức à? Em phải nói thật là chương trình nên đổi tên thành gõ đầu, không phải là gõ cửa. Bây giờ Mason, em đứng dậy đi. Em nghĩ là khi nào thì em sẽ vượt cho nên Phong KY? Thẳng thắn đi nào. Hết cái mùa rap Việt này, chắc chắn vượt được. Vừa chắc là đã ở 6 đầu. Ít nhất là cũng phải kiểu ngang ngang. Em thưa anh là nó sẽ rất khó để vượt em. Tại vì là em ăn cơm trước nó 3 năm. Ai à, cặp đấy ai à. Ăn cơm trước 3 năm thì cũng dừng ăn cơm trước 3 năm. Hai bọn em thực sự có bị áp lực về chuyện phải chơi melodic hay là rap thuần không? Em cũng chơi cái dòng melodic nó cũng từ khá là lâu rồi. Nhưng mà em vẫn trau dồi cái khả năng rap thuần. Bởi vì em nghĩ là mình làm cái gì mình cũng nên hướng về cái cội nguồn tí. Em vẫn nghĩ là đấy nó phụ thuộc vào cá nhân ấy. Bởi vì là kể cả khi mà đối với một người mà họ chơi melodic rap, mà họ luyện được cái skill của họ đến một cái tầm mà không có ai chơi được melodic rap lại, thì em nghĩ là đến lúc đấy thì họ, mọi người muốn hay không muốn vẫn phải công nhận họ là một rapper giỏi. Nếu mà ví dụ như kiểu anh Virus là streamer, xong rồi lại bây giờ bảo so anh Virus về trình rap. Đừng đùa với tôi, đừng đùa với tôi nha. Dọn cái sàn này đi, dọn anh cái sàn này đi. Ok anh. Luận điểm thứ 5, rapper thành công là rapper có lượng fan ủng hộ. Không phải ai rap cũng để có một lượng fan hùng hậu. Và nếu mà người ta đến với rap và người ta thực sự giải tỏa được bản thân của người ta cảm thấy như thế là đủ, thì với em đấy cũng là một rapper thành công. Đúng. 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 Nhưng một rapper mà có một lượng fan ủng hộ thì là người ta thành công mà. Hay nhở. Đúng. Chúng ta vẫn phải đi tìm cái chữ thành công này đúng không? Nếu một người làm nghệ thuật họ không có nhiều fan, tức là gì? Họ sẽ không có show. Đại ca là người ta sẽ không biết tới cái người nghệ sĩ đó. Ok. Thì lúc đó sẽ như thế nào? Buồn bã. Tức tới gia nghèo. Đình nghèo. 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 Không kiếm được nhiều tiền, hạnh phúc mất. Con okay. Không có đi đến trường được. Ok. Đó, thì lúc đó là sao? Mất hết hai cái này thì mình đã không đạt được mục đích. Bật mí cho mọi người luôn, chúng ta sẽ có phần live band. Và tớ hy vọng rằng mọi người đừng đi đâu cả, đừng rời mắt. Bởi vì gõ cửa Vion sẽ cho các bạn nghe một cái version khác, một verse của các nghệ sĩ tham gia chương trình đấy nha. Tôi là Virus, đã sẵn sàng và mời các bạn cùng theo dõi Virus với buổi trò chuyện cực kỳ chất, siêu real và đầy kịch tính tại gõ cửa Vion vào lúc 19:30 thứ bảy trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Gõ cửa Vion 19:30 thứ bảy hàng tuần, xem độc quyền trên Vion.